Xin chào tất cả các bạn, chúng tôi là nhóm Double We. Chúng tôi đang học tiếng Việt, nhưng mà tôi với người Nhật phát âm tiếng Việt rất khó. Khó hả? Tại vì tiếng Nhật ít có phát âm. Ví dụ là phát âm A. Bên Nhật chúng tôi là A. Phát âm Ơ. Bên Nhật chúng tôi là A. Phát âm A. Bên Nhật chúng tôi là A. Bên Việt Nam có rất nhiều loại phát âm A. Bên Nhật chúng tôi là A. Có rất nhiều loại phát âm A. Không phải, chỉ có một loại thôi. Đặc biệt là người Nhật khó phát âm này. Khó quá. Cậu xin lỗi đi. Không phải mà. Các nói đơn giản. Đúng không? Các bạn ơi, nếu thích video này thì like, share và subscribe nhé. Chúng tôi là nhóm Double Win.